Một trong những nhóm bệnh đang hết sức phổ biến là bệnh tự miễn dịch. Có thể kể ra đây một số ví dụ như là các bệnh viêm cơ khớp, viêm đa dây thần kinh, tan máu tự miễn. Vậy tại sao lại có những bệnh tự miễn dịch xảy ra trong cơ thể chúng ta? Điều trị những bệnh này có nan giải hay không? Chúng ta sẽ theo dõi trong mục Sống khỏe hôm nay. Vài tháng nay, anh Trung thường xuyên cảm thấy sưng, nóng, đỏ, đau ở cổ tay và các ngón tay. Sau khi được khám và làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm khớp dạng thấp. Bác sĩ cho biết đây là một bệnh lý tự miễn điển hình. Cơ thể bình thường khỏe mạnh ấy, thì khi có những cái tác nhân, những cái vật chất bên ngoài mà lạ vào cơ thể, ví dụ như các protein lạ thì người ta gọi là các kháng nguyên, khi nó vào cơ thể thì cái hệ thống miễn dịch của cơ thể chống lại cái vật lạ đó. Thế nhưng mà trong trường hợp tự miễn ấy, nó khác, tức là lúc đó thì cái hệ thống miễn dịch của cơ thể nó không nhận ra được cái nào là của lạ và cái nào là của bản thân. Có hơn 80 loại bệnh tự miễn, trong khi đó nhiều bệnh nhân lại thường nhầm các triệu chứng của bệnh tự miễn với các phản ứng dị ứng. Vì vậy, để phát hiện chính xác các bệnh tự miễn cần phải xét nghiệm máu. Từ những chỉ số máu, người ta sẽ phát hiện ra nhiều bệnh tự miễn khác nhau như lupus ban đỏ, viêm đa dây thần kinh, bệnh nhược cơ, viêm tuyến giáp tự miễn, bệnh Bezado, tiểu đường tuyếp 1, viêm gan tự miễn, tan máu tự miễn. Người ta phải cố gắng là tránh các stress, bởi vì nhiều khi stress cũng là có thể gây ra bệnh dị ứng. Ăn uống gọi là có một cái bữa ăn lành mạnh, tức là không rượu chè bia bọt, các thức ăn một cách bừa bãi. Thế rồi là gì nữa? Tập thể dục. Đấy, nhiều khi chúng tôi không phải điều trị đâu mà có khi tập thể dục đều. Ví dụ như mỗi ngày từ 30 phút đến 1 tiếng chẳng hạn, tập thể dục nó sẽ sức khỏe rất tốt. Một cái nữa cũng không thể tránh khỏi được vấn đề giữ vệ sinh. Đấy, giữ vệ sinh, có phải có cái phong cách giữ vệ sinh. Từ cách sống, nhà cửa, rồi những cái thói quen rửa tay trước khi ăn, vân vân. Một cái rất quan trọng tức là phải ngủ đủ. Mỗi một người chúng ta cố gắng ngủ khoảng độ 7 đến 8 tiếng một ngày thì mới bảo đảm được cái nghỉ ngơi của não, và tất cả mọi cái đó nó mới có thể bảo đảm cho chúng ta có một sức khỏe bền bỉ và tốt được. Một số triệu chứng có thể gặp trong hầu hết các bệnh tự miễn dịch là sốt nhẹ và kéo dài, gây sút cân, mệt mỏi, đau mình, chán ăn. Tuy nhiên, các biểu hiện khác nhau của mỗi bệnh tự miễn lại tùy thuộc vào vị trí cơ quan bị tổn thương. Vì vậy, khi cơ thể có những triệu chứng bất thường, cần sớm thăm khám tại cơ sở uy tín để điều trị chính xác và kịp thời.